là 2.205 km², và hình ảnh phía sau lưng cô bác anh chị mà xem phim từ Tam Quốc Diễn Nghĩa thì cô bác anh chị sẽ biết được rằng đây là một trong những cái cảnh tái hiện lại cái trận chiến đại chiến Xích Bích mà lúc mà Tào Tháo cùng quánh với Hình Như. Đấy là một phần trong phim trường thôi. Lữ Bố đánh với lại ba anh em Dương Phi với lại quân Tống. Siêu đã chân quân Yên Nhân Trang Phi tại thế. Bây giờ thì mình sẽ mua vé nào để vào xem một cái phim trường rất là nổi tiếng của Trung Quốc, đó là phim Tam Quốc Diễn Nghĩa. Làm du lịch cực kỳ hay không? Khi mà họ chiếu bộ phim xong, họ giữ lại cái phim trường này. Và cái phim trường này bán vé để phục dựng lại một số hình ảnh trong trong bộ phim. Và tí xíu nữa đây thì người ta sẽ phục dựng lại cái một phần trong cái bộ phim trường, đó là ba anh em Quan Công, Lưu Bị với lại Trương Phi đánh với lại Lữ Bố ha. Còn bây giờ mời cô bác anh chị cùng theo qua một cái phim trường cực lớn ngay tại Trung Quốc. Rồi, bây giờ đi thôi cả nhà. Đây là cái cổng vào phim trường này, cũng phải mua vé. Và bây giờ thì Bùi Hồ phải mua một cái vé với 40 là nhân dân tệ để tham quan cái tàu điện, đi xe điện để mà tham quan phim trường 120.000 tiền Việt Nam. Tại vì phim trường này nó rất là rộng lớn, khoảng 35 hectare cô bác anh chị. Đó, nó chia làm hai khu, một khu của phim trường của Tam Quốc Diễn Nghĩa với một khu của phim Thị Hử. Đó, họ sau khi mà họ làm phim xong thì họ sẽ để cái phim trường này ở đây luôn để mà bán vé cho khách du lịch tham quan lại, và đồng thời cũng như là nói về cái những biết lịch sử thời Tam Xuân Thu Chiến Quốc ha. À, đây là một cảnh trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa. Bộ phim này được chiếu 3 giờ. Đấy là một phần trong phim trường thôi. Lữ Bố đánh với lại ba anh em Trương Phi với lại Quan Tâm. Diễn xuất đến đây kết thúc. Cảm ơn các vị đã quang lâm. Có mặt tại khuôn viên của phim trường Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cô bác có chị biết không? Ở đằng sau này nè là cái Thái Hồ, và một bên giáp với lại Thành Châu, và một bên giáp với Tô Châu. Và ở cái phim trường này người ta tận dụng cả nguyên một cái hồ như thế này nè. Và cái diện tích của cái hồ này á, là nó lớn hơn cả diện tích của Sài Gòn. Ở Sài Gòn là 2.100 km², đúng không? Còn ở đây là 2.205 km². Và hình ảnh phía sau lưng cô bác anh chị mà xem phim từ Tam Quốc Diễn Nghĩa thì cô bác anh chị sẽ biết được rằng đây là một trong những cái cảnh tái hiện lại cái trận chiến đại chiến Xích Bích mà lúc mà Tào Tháo cùng quánh với, hình như là đánh với Chu Du hay sao á. Ở cô bác anh chị thấy không? Một cái cảnh hoành tráng tại phim trường ha. Đây là cô bác anh chị xem phim á, mà Tam Quốc Diễn Nghĩa sẽ biết một cái trận chiến rất là nổi tiếng của phim Tam Quốc Diễn Nghĩa năm 1986. Đó là trận chiến Xích Bích ha. Nhìn cái cảnh cực kỳ hoành tráng trên một cái diện tích phim trường này, nó khoảng 35 hectare. Dùng cả một cái hồ để mà họ làm phim trường và thu vé, cô bác anh chị bán vé để cho khách tham quan du lịch, đồng thời cũng là nói về cái lịch sử thời Xuân Thu Chiến Quốc Trung Quốc luôn. Mời cô bác anh chị cùng qua đây, tiếp tục đi qua đây ha. Ở đây rất là nhiều người, không những là khách Việt Nam mà có cả những người Trung Quốc, họ cũng đến đây họ tham quan và tìm hiểu một cái phim trường như thế này. Rất là lớn ha. Ở ngoài sau là một cái hồ cực kỳ to luôn. Chị thấy một cái chiếc thuyền cực kỳ to không? Mình lạc vào đây giống như là mình lạc vào một thời Xuân Thu Chiến Quốc ha. Đây, chiếc tàu nó đang chạy vô. Còn đang có mặt tại một cái cung được cho là tái hiện lại của phim Tam Quốc Diễn Nghĩa. Và cái cung này á, cô bác quý anh chị không? Ở ngoài trước có chữ hỷ đằng trước nè. Và ở đằng sau nó có những cái dòng giống như là đám cưới á. Và vì sao lại như vậy? Thì cái cung này á là nơi ở của em của Tôn Quyền, là vợ của Lưu Bị á. Ngày xưa thì Tôn Quyền muốn
giữ chân Lưu Bị lại thì gả em gái của mình là chỉ mới 18 tuổi thôi. Cho Lưu Bị lúc đó thì đã 50 mấy tuổi rồi. Và sau này thì tổ chức một cái đám cưới như thế này. Và nơi đây hiện nay thì gọi là một cái cung, nhưng mà thật ra đây là dừng lại của một phim trường thôi, của một cái bộ phim, đó là Tam Quốc Diễn Nghĩa cô bác anh chị, chứ không phải là thật nha. Đây là phục dựng lại của một cái bộ phim để mà người ta đóng cái cảnh đó ngay tại em của Lưu, em của Tôn Quyền đó, cưới với lại Lưu Bị thôi đó. Cô bác anh chị thấy không, chỉ đây là một cái phục dựng thôi, nhưng mà mình nhìn thấy nó rất là đẹp hơn, rất là hoành tráng luôn. Có cả những cái chữ hỷ hoặc là những cái mái nhà mái ngói trên đó được xây bằng xi măng hết á. Và ở đây là điều là đá thật luôn nha cô bác anh chị. Nó nói là đóng phim giả, đóng phim là phục dựng, nhưng mà thật ra đây là thật hết à. Đó. Và có cả những cái con nước như thế này luôn. Đó. Ai tin đây là một cái phục dựng của một cái bộ phim đâu. Khi đi sang Trung Quốc mà cô bác với chị biết không, khi mà đi một mình á mà không biết tiếng Trung, không biết về văn hóa Trung Quốc là một điều gì đó rất khó. Tại vì ở Trung Quốc họ không có sử dụng tiếng Anh ha. Những người này nhỏ hay người lớn gì đó, họ không có sử dụng tiếng Anh. Và thậm chí là tiếng Anh không, ở đây rất là ít người biết đến tiếng Anh luôn. Và lạc vào Trung Quốc như là lạc vào một cái thế giới khác, nó tách biệt nhất với lại những cái gì mình đang tiếp cận. Mấy ngày nay thì ở đây ăn đồ chiên xào nóng quá nên là nữa bị mất nước, vừa thời tiết lạnh nhiệt độ sốc nhiệt bị mất nước cũng khá là nhiều. Và đây là một cái mô hình thu nhỏ lại trong cái trận chiến xích bích giữa Tào Tháo với lại Chu Du nè cô bác anh chị. Khi mà lên phim á thì cô bác anh chị thấy những cái trận mà cung tên bắn vô những cái chiếc tàu mà cháy á, thì sau khi họ phục dựng những cái hình lớn á thì họ sẽ quay lại những cái cảnh mà rất là nhỏ trên những cái chiếc xuồng nhỏ ở trong một cái ao như thế này. Ở cô bác anh chị thấy họ phục dựng cả những cái chiếc thuyền to rồi thuyền nhỏ và những cái chiếc thuyền gom và cả những cái cánh cửa, cô bác anh chị thấy không? Bây giờ Bùi Hồ sẽ phóng lại cho cô bác anh chị biết nè. Đây thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái doanh trại của Tào Tháo ha. Đây, mời cô bác anh chị cùng vào đây với Bùi Hồ ha. Đây là một cái phim trường thôi nha, chứ không phải là một cái doanh trại mà từ trước giờ Bùi Hồ luôn đến chính rất là nhiều lần. Đây là một cái mô hình lại một cái nơi mà để đóng phim trường bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa của Tào Tháo ha. Bộ phim năm 1986 á. Mời cô bác anh chị cùng vào đây ha. Đây. Đây cô bác anh chị. Đây là cô bác anh chị thấy rõ không? Ở đây là họ có chiếu cả những cái bộ phim Tào Tháo đóng trong cái cảnh ở trên cái doanh trại này. Còn ở đây là Tào Tháo nè. Đây cô bác anh chị. Đây. Có cả cái cây nến á, những cái cây nến đây nè, thấy không? Cái này để đốt lửa. Rồi. Ở đây là hai bên này để đốt lửa, họ làm rất là tỉ mỉ và công phu luôn. Và cái nơi này á, là doanh trại nơi Tào Tháo ngồi chỉ huy các những người dưới trướng của ông á. Ông sẽ ngồi ở đây. Đây cô bác anh chị thấy không? Có cả những cái này nè, bằng giả như giả đồng á. Còn đây là một cái cốc uống rượu của Tào Tháo ngày xưa. Đó. Mọi thứ họ làm đều rất là giống thật nha. Cả những cái cột gỗ như thế này nữa. Đó, để cho cô bác anh chị biết là trong cái phim trường của phim Tam Quốc Diễn Nghĩa họ đã đầu tư như thế nào để đóng một bộ phim dài tập như vậy. Và để hiểu hết đó thì mình phải cần có thời gian. Đây, qua đây. Rồi. Sau đó là đây quay cho cô bác anh chị xem luôn. Ở đây là một cái nơi của cái hồ này gọi là Tây Hồ hay cô bác anh chị. Rồi, mời cô bác anh chị vô đây nè. Ở đây là một cái trần lầu ở trên ha. Đấy. Thấy hoành tráng không? Có những cái tấm bản đồ da dê luôn. Da dê hay da ngựa gì đây nè. Đây. Họ mô phỏng rất là tỉ mỉ luôn.
và có cả những cái cây đao như này. Và bây giờ thì họ sau khi phim đóng xong á, họ giữ lại những cái này để mà cho khách tham quan du lịch góp vé và phục dựng lại một số cái cảnh của phim ha. À, bao nhiêu đây để cô bác anh chị thấy được cái độ hoành tráng của một cái cảnh trong phim trường, và có cả những cái ngoài kia nữa kìa, đó, những cái nơi gác á, nơi gác của sợ lên các lính ở những cái nước khác vô xâm á. Thật ra thì phim Tam Quốc Diễn Nghĩa thì Bùi Hồ chỉ xem ít thôi, nhưng mà hiểu được một phần thôi những cái nhân vật ở trong đó, cũng như là xem như đại trận chiến Xích Bích nè đó. Còn bây giờ thì Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau ha. Đừng quên đăng ký kênh, like, share, chia sẻ, ủng hộ cho Bùi Hồ khi còn ở Trung Quốc. Bye bye.